Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết ngày 5 tháng 7 năm 2020 của Môi trường TV. Phía Tây Bắc Bộ, trời có mây, đêm có mưa rào và rải rác có dông, ngày nắng nóng, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ và cả thủ đô Hà Nội, trời có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi còn nắng nóng gay gắt, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 30 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ, trời nhiều mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 30 độ, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 39 độ. Khu vực Tây Nguyên, trời nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Còn khu vực Nam Bộ và cả thành phố Hồ Chí Minh, trời nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý vào ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của Môi trường TV.